vòng uh, vòng vòng loại thì chúng ta sẽ tham gia ở vòng khu vực như thế nào rồi um. bây giờ mình sẽ mở cái kế hoạch của cuộc thi. Rồi à, như vậy là trong cái kế hoạch cuộc thi ấy, thì à, chúng ta thấy rằng là hiện tại mình đã tham gia xong à, vòng loại trực tuyến và đã đăng ký xong các đội thì bây giờ đối với phòng khu vực thì mình sẽ thi trực tiếp tại ba địa điểm ha. thì đối với khu vực miền nam thì thời gian đã được dời lại, đó là vào ngày 10 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. rồi khu vực miền trung tại Đà Nẵng ngày 2 tháng 11 và khu vực miền bắc tại Hà Nội ngày 2 tháng 11. rồi và cái ngày chung kết của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2024 là gắn với cái liên hoan tuổi trẻ sáng tạo khu vực miền Bắc năm 2024. Rồi như vậy thì đối với cái à đối với cái kế hoạch này á thì mình đã thấy là các bạn đã tham gia được cái 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 vòng vòng loại và đã vượt qua được vòng loại ha. Thì bây giờ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua cái phần là chi tiết về các cái thể lệ. Thì đầu tiên á thì ở đây thì thì mình xin phép được chia sẻ lại về những cái lưu ý đối với cái phần thể lệ của chúng ta rồi thì trong cái phần thể lệ chúng ta đó à, mình sẽ có những cái nội dung rất là quan trọng à, đối với vòng à, khu vực và vòng chung kết thì thứ nhất ha đề thi và quy định của vòng khu vực và vòng chung kết là giống nhau rồi à, cái thứ hai nữa là đối với vòng à, đối với quy định ở trong đây đó thì sẽ có sẽ có hai cái hai cái phần quan trọng cái thứ nhất là quy định về thiết bị cái thứ hai là quy định về thể lệ thi đấu thì đối với thiết bị thì mình sẽ trong kỳ thi năm nay thì các đội sẽ tự chuẩn bị robot tự chuẩn bị robot à, trong cái khả năng của mình ví dụ đơn vị trường học của mình có những robot nào hoặc là có những cái công cụ gì có sẵn thì mình sẽ kiểm tra là cái công cụ đó nó có phù hợp với quy định của ban tổ chức hay không thì chúng ta sẽ mang có thể mang theo tham dự. Còn nếu mà mình chưa có thiết bị thì mình có thể liên hệ những đơn vị trên thị trường ha, mà có những robot đúng quy định chúng ta có thể sử dụng. Rồi như vậy thì à, đối với quy định về robot đó, thì à, um, thứ nhất đó là các bạn sẽ có một cái thời gian để lắp ráp và lập trình robot. À, cái này sẽ được quy định ở trong một khoảng thời gian nhất định. Thì cái thời gian này nó là khoảng 60 phút. Tức là khi chúng ta đến cái nơi mà tổ chức thi vòng khu vực, thì sau khi các bạn ổn định xong, thì sẽ có 60 phút để chúng ta à, lắp ráp và lập trình robot. Rồi cái lưu ý thứ hai đó là robot này á, nó cần phải à, được lập trình một cách hoàn toàn tự động, ừ, hoàn toàn tự động ha. Và trong thời gian mà lắp ráp và hoàn thiện lập trình này, thì các bạn sẽ được làm gì? Các bạn sẽ được chuẩn bị các nội dung lập trình có sẵn. Chẳng hạn như đội thi chúng ta trong quá trình luyện tập, mình có rất là nhiều những đoạn code tùy thuộc vào từng tình huống và chiến thuật, thì các bạn sẽ được chuẩn bị nhiều các cái đoạn code khác nhau, và cái lượng đoạn code mà các bạn chuẩn bị là không giới hạn, cũng như là các bạn có thể được nạp vào robot, bộ đảo robot trước. Tuy nhiên, đối với phần lắp ráp, thì các bạn sẽ không được phép chuẩn bị tài liệu lắp ráp, có nghĩa là các bạn phải học thuộc ha các bạn phải học thuộc cái việc mà à, lắp ráp như thế nào để tạo ra được cái mô hình của mình và cái thời gian các bạn lắp ráp cũng như là chỉnh sửa đoạn code đó đó là 60 phút rồi lưu ý thứ ba về quy định về thiết bị là các bạn sẽ à, chỉ được phép ha sử dụng các bộ phận robot điện tử có vỏ nhựa hoặc là những cái À, chẳng hạn như là mica nè hoặc là những cái hộp nhựa nè để chúng ta thiết kế phần khung hoặc là chúng ta sẽ lắp ráp với nhau thành một cái mô hình, một cái mô hình hoàn chỉnh. À, tuy nhiên các cái chi tiết kết nối đó chẳng hạn như là chi tiết kết nối giữa phần khung robot với lại các cái động cơ hoặc là các cái bánh xe, các cái cảm biến đó, thì các bạn được phép sử dụng ốc à, vít và đinh tán. Cái chỗ này thì vật liệu bằng nhựa hay bằng kim loại đều được. Tuy nhiên cái phần khung ha phần khung các bạn lưu ý là chúng ta chỉ được phép sử dụng các cái vật liệu bằng nhựa thôi để đảm bảo an toàn cho các bạn và cho sân thi đấu rồi bên cạnh đó thì ban tổ chức cho phép các bạn sử dụng các bộ phận in 3D có nghĩa là những đội nào chúng ta tự nghiên cứu vẽ ra những cái mô hình robot ha mình có thể sử dụng mô đun người ta gọi là DIY á sử dụng mô đun bộ não sử dụng mô đun cảm biến sử dụng mô đun động cơ các bạn tự thiết kế 3D ra thì chúng ta cũng có thể được sử dụng trong cuộc thi này rồi ở bên cạnh đó một cái lưu ý rất là quan trọng là sẽ không được gây cái, cái những cái thiệt hại cho sân thi đấu hoặc là các cái mô hình nhiệm vụ trong suốt quá trình mà mình mình thi đấu rồi kế tiếp nữa là quy định về thiết kế và lập trình robot thì nó sẽ có cái những cái quy định rất là quan trọng mà ở đây các bạn cực kỳ lưu ý nè à, cái này nó hơi nhiều chữ cho nên chúng ta sẽ à, nghe và đi qua từng cái điểm một thì bây giờ thì mình sẽ trình bày hết tất cả những cái lưu ý thì lát nữa tới cái phần mà phần À, trao đổi à, phần đặt câu hỏi á, thì mình sẽ mở micro lên để các bạn có thể đặt câu hỏi cho ban tổ chức rồi cái yếu tố đầu tiên đó là về số lượng ha thì chúng ta sử dụng mỗi đội là một một robot một robot đây có đồng nghĩa là gì các bạn sử dụng một cái một cái bao mạch và một cái cpu một cái rcu một cái bao mạch chủ và các bạn dùng cái đó để bạn kết nối với động cơ kết nối với cảm biến để tạo thành một cái mô hình robot rồi cái thứ hai đó là về cái kích thước của chúng ta thì kích thước robot nó sẽ không được vượt quá cái kích thước là 25 x 25 x 25 cm. Để có nghĩa là ban đầu robot phải nằm ở trong cái cái ô vuông đó ha, cái ô vuông đó, cái ô hình lập phương đó. Và sau khi mà à, các bạn rời khỏi cái khu vực xuất phát này thì chúng ta có thể mở rộng kích thước. Rồi, cái thứ ba là yêu cầu về bộ điều khiển. Rồi, bộ điều khiển ở đây á thì người ta có quy định là gì? À, chỉ được phép sử dụng một bộ điều khiển. Rồi, à, tuy nhiên á cái phần này mình sẽ làm rõ với các bạn nè cổng đầu vào và đầu ra của bộ điều khiển không được vượt quá 7 ở đây có nghĩa là gì cái bộ điều khiển khi người ta sản xuất á, có thể nó có rất là nhiều cổng cảm biến rất là nhiều cổng động cơ ha tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ không được phép nè không được phép sử dụng quá vượt quá ba có nghĩa là các bạn tối đa là ba thôi ba động cơ và bốn cảm biến tức là các bạn được dùng tối đa ba động cơ tối đa bốn cảm biến còn nếu như cái, cái bộ điều khiển đó nó có nhiều cổng hơn thì cũng không sao cả tuy nhiên số lượng tối đa các bạn được sử dụng đó là ba động cơ và và bốn cảm biến cái này lưu ý ha để tổng tổng cái cổng cảm biến và cổng động cơ cộng lại là là bảy rồi về mặt cảm biến thì các bạn được dùng bất kỳ loại cảm biến nào mà các bạn cảm thấy nó phù hợp với chiến lược của mình ví dụ các bạn sẽ sử dụng cảm biến uh, light sensor để dò đường các bạn sẽ sử dụng cảm biến là uh, gyro sensor để có thể định hướng được vị trí của robot trên xe bàn hoặc là các bạn sử dụng cảm biến màu sắc để dò đường hoặc là cảm biến tracker gì đó tùy vào cái cái chiến thuật của các bạn còn lại cảm biến thì ban đầu chức sẽ không không giới hạn rồi bên cạnh đó là một điều rất quan trọng đó là đường kính của bánh xe à, tức là cái ở đây thì sẽ có những bạn sử dụng bánh xe sẽ có những bạn sử dụng bánh xích hoặc là có những bạn sử dụng những loại bánh nó sẽ có cái hình dáng nó nó, nó khác nhau tuy nhiên ha thì cái đường kính của cái bánh xe đó tức là cái cái khoảng cách à, của cái khoảng cách từ hai điểm bánh xe đó nó sẽ không được lớn hơn 70 mm tức là chúng ta lấy cái bánh xe có đường kính lớn nhất là 70 mm mm làm chuẩn thì cho dù bạn sử dụng cái loại bánh nào thì cái loại bánh đó à, cái bán kính của bánh xe này là gì vậy là 35 mm thì cái khoảng cách từ tâm từ tâm ha từ tâm bánh xe cho tới cái điểm ngoài cùng nó không được lớn hơn 35 mm có nghĩa là bán kính thôi còn cái đường kính nó sẽ là 70 mm rồi, kế tiếp là về kết cấu ha. Kết cấu này thì mình nhắc lại một lần nữa nè. Kết cấu đó là các bạn phải chế tạo robot bằng vật liệu bằng nhựa. À, tuy nhiên để khuyến khích cái sự sáng tạo thì các bạn được phép sử dụng các bộ phận in 3D. Chúng ta có thể in ra thành những cái thành phần này kia và chúng ta sẽ kết nối với nhau qua những cái ốc vít, bù lông đinh tán gì đó để tạo thành một cái mô hình robot hoàn chỉnh. Rồi, đặc biệt là về yếu tố pin. Yếu tố pin, pin thì pin này cái dung lượng pin các bạn lắp vào robot không được vượt quá 5V và cái cái điện áp không quá 5V và dung lượng không được vượt quá 2020 mAh. Cái điều này bởi vì sao? Bởi vì cuộc thi chúng ta là cuộc thi phục vụ cho học sinh trên toàn quốc và đặc biệt là không chỉ là ở Hà Nội, Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, những thành phố lớn mà còn rất là nhiều những thành phố khác. Thì thông qua những khảo sát của ban tổ chức thì hầu hết các cái đơn vị ở tỉnh thành đó, thì các bạn sử dụng những mô hình robot với cái mức độ về mặt điện áp và khả năng về mặt thiết bị thì các thiết bị các bạn nó sẽ có cái điện áp và cái năng lượng nó ở cái mức này, ở mức từ 3V7 tới 5V và nó phổ biến với những loại robot được khuyến khích sử dụng ở trong trường học, chẳng hạn như là Arduino, chẳng hạn như là Microbit thì những cái thiết bị này nó có mức điện áp nó nó là như thế. Cho nên ban tổ chức cần phải đưa ra một mức điện áp phù hợp để các đội mà sử dụng những mô hình robot đại trà có khả năng tham gia và có tính công bằng với những robot khác ở trên thị trường. Bởi vì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều à, loại robot khác nhau cho nên ban tổ chức sẽ không thể nào nắm bắt được yếu tố kỹ thuật của từng loại robot tuy nhiên chúng ta dựa trên yếu tố này để mình là một cái chuẩn để mình có một cái công suất động cơ phù hợp cho các robot khác nhau à, nếu như mà nhiều robot có những công suất rất mạnh tham gia vào cuộc thi thi đấu với những robot có công suất yếu thì nó sẽ tạo ra sự cách biệt rất là lớn về cái hiệu suất chung do đó dẫn đến cái việc là ban tổ chức phải lựa chọn một cái mức điện áp phù hợp với 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 phần đông các bạn tham gia cuộc thi này rồi à, thì sau khi các bạn à, lập trình lắp ráp xong á thì chúng ta sẽ có cái gì 60 phút để lập trình lắp ráp và điều chỉnh lại robot ha và sau khi chúng ta làm xong thì mình sẽ nộp lại robot trên cái khu vực đặt đặt cái cái, vị trí đặt robot thì trong thời gian đó thì trọng tài sẽ kiểm tra thứ nhất là kích thước thứ hai đó là cái yếu tố điện tử xem từ các bạn có dùng tối đa là ba động cơ bốn cảm biến hay không kiểm tra xem là pin các bạn có đảm bảo là không được vượt quá 5V hay không, dung lượng pin có đảm bảo hay không. Khi mà kiểm tra hết thì trọng tài sẽ ký xác nhận vào cái phiếu đó là robot các bạn đạt chuẩn. Thì khi các bạn có cái xác nhận đó thì các bạn mới được mang robot lên trên sàn thi đấu để tham gia. Còn trong trường hợp robot của chúng ta không đạt chuẩn ha, không đạt chuẩn thì mình sẽ có một khoảng thời gian để điều chỉnh cái việc này. À, tuy nhiên nếu mà mình vẫn không đặt, không không xử lý được thì ban tổ chức sẽ không cho phép các bạn tham gia thi đấu bởi vì các bạn không có đáp ứng được cái tiêu chuẩn của của đề thi rồi đối với phần mềm lập trình thì các bạn có thể dùng bất cứ phần mềm nào Scratch, Python, C++ cái gì cũng được và cái lượng chương trình robot các bạn nạp vào trong các bạn nạp vào chương trình vào robot thì cũng sẽ không được giới hạn tuy nhiên có một cái điều rất là lưu ý là đây là cuộc thi tự động hóa ha cho nên chúng ta sẽ không điều khiển từ xa tất cả những cái yếu tố về điều khiển từ xa mà được sử dụng thì được xem là phạm quy các bạn bắt buộc phải lập trình robot chạy tự động hoàn toàn rồi thì đó là cái yêu cầu về robot rất là quan trọng nha. Thì ở đây á, mình có lưu ý cho các bạn một số các cái à, thông tin ví dụ, à, ví dụ như trong cái slide này thì sẽ có những cái robot ha, à, như bên cái phần cái hình tay trái này mình thấy là cái robot này á, nó có hai động cơ hai bên kết nối với lại bánh xe là, là ok ha. Rồi, nó có cũng có một cái khung, các cái chi tiết lắp ráp với nó là bằng bằng nhựa, khung mica bằng nhựa. Như vậy thì cái mô hình này nó sẽ đáp ứng được cái tiêu chuẩn của của đề thi và thể lệ ha. Rồi robot này có điện áp là 3.3V. Rồi, có kích thước kích thước này thì là 130mm. Kích thước này nhân 140 x 70 thì cũng đáp ứng được ha, trong cái khoảng không gian mà mình yêu cầu. Rồi, ở đây thì uh, robot có cái uh, đèn đèn LED, rồi có cái kết nối, có động cơ, có cảm biến khoảng cách, rồi có cả biến dò đường. Thì nó cơ bản đây là một cái robot mà các bạn sẽ được phép sử dụng trong cuộc thi. Vậy thì khi mà vào cuộc thi á thì cái hình bên tay phải nè các bạn thấy là khi mà bắt đầu vào thời gian lắp ráp lập trình á các bạn bắt buộc phải tháo rời tất cả các chi tiết ra tháo rời bánh xe tháo rời động cơ tháo rời các cái khung gầm mica ha tháo rời ốc vít ra hết đó và trong thời gian này các bạn sẽ có cái 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 60 à, phút đó các bạn sẽ lắp ráp lại thành một mình robot hoàn chỉnh này ha sau khi lắp ráp xong thì các bạn có thể là lên cái sai bàn để chúng ta à, để chúng ta thử nghiệm robot của mình trong cái khoảng thời gian mà 60 phút đó và Um, ở đây thì thầy, thầy lấy một cái ví dụ khác, đây là cái um, cái power supply tức là cái điều kiện về điện áp của một cái bộ robot cũng khá là phổ biến đó là Microbit ha thì bộ này cũng sử dụng cái điện áp uh, hoạt động là từ 1.8 đến 3.6 V. Rồi. Uh, tiếp đến nữa là cái phần về uh, uh, thêm một số lưu ý tại địa điểm thi đấu nè. Thì tại khu vực nhà thi đấu đó thì cái nguồn điện tiêu chuẩn sẽ được ban tổ chức chuẩn bị rồi tuy nhiên ha một số đội có thể sử dụng những cái cái điện áp khác hoặc là những cái cái bộ robot mà nó cần sạc pin một cách đặc biệt nào đó ha thì chúng ta cần phải phải tự chuẩn bị cái phần này mình có thể mang theo một cái ổ cắm mở rộng à, cũng như là cái cục sạc cần thiết để sạc pin cho robot và sạc pin cho laptop của mình rồi bên cạnh đó là về phần ánh sáng ánh sáng thì sẽ không đảm bảo được là ánh sáng không thay đổi trong suốt quá trình thi đấu có thể là bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời hoặc là hệ thống đèn chiếu sáng hoặc là robot sẽ bị ảnh hưởng bởi đèn flash của máy ảnh hoặc là máy quay cho đó chúng ta phải có những cái che chắn làm sao để cho cái phần cái cảm biến dò đường của mình đó, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những ánh sáng này rồi bên cạnh đó thì về xa bàn xa bàn sẽ được thi công ổn định và các cái nếp nhăn này nó sẽ không trên lệch quá 5 mm ở trên trên mặt bàn ha và có thể được đặt trên mặt sàn hoặc là được nâng cao rồi và một điều rất là quan trọng ở đây thôi các bạn cần phải đặc biệt lưu ý đó là gì à, cái đề thi chúng ta thì đã có sẵn à, tuy nhiên vào ngày thi đấu ha thì ban tổ chức có thể ra thêm cái điều luật bất ngờ trước thời gian lắp ráp và lập trình robot để thử thách năng lực giải quyết vấn đề của các đội thi rồi ở đây có nghĩa là gì ở đây có nghĩa là à, trước quá trình mà các bạn à, à, lắp ráp lập trình đó thì ban thành viên và tổ chức sẽ công bố công bố sẽ có một cái luật bất ngờ để các bạn sẽ giải quyết cái luật bất ngờ đó cộng với những cái luật đã quy định trước đó ha thì ở đây thì à, à, thầy sẽ đi qua về cái một cái thể lệ quy định của từng sai bàn quy định về luật thi sau đó thầy sẽ demo cho các bạn là robot chạy lên sai bàn này như thế nào và bên cạnh đó là sẽ ví dụ một cái luật bất ngờ để các bạn hình dung là là cái luật bất ngờ này nó nó có cái cái nội dung ra sao và đầu tiên thì chúng ta sẽ à, đi lại cái phần về luật thi. Luật thi của à, của từng bản. Rồi, ở đây thì à, mình sẽ có luật thi của bản à, R1. Bản R1. Thì cái bản R1 này á nó có tên gọi là robot xây dựng căn cứ vũ trụ. Thì sau à, bài chúng ta nó sẽ có một cái hình chữ nhật, hình chữ nhật và trên sa bàn nó sẽ được phân chia ra làm một bên dành cho đội xuất phát từ ô xanh dương một bên sẽ được dành cho đội xuất phát từ ô màu đỏ rồi cái sa bàn này có kích thước là một ba mét chiều dài nhưng với chiều rộng là một mét rưỡi và trên sa bàn cái khu vực xuất phát này nó sẽ có kích thước là 250 x 250 mm và ở đây thì sẽ có một cái lưu ý ha trong thế lệ chúng ta cái chất liệu in sa bàn đó là chất liệu decal bồi format tuy nhiên trong thực tế thì hiện tại hầu hết các đội đang in cái sao bàn với chất liệu là chất liệu uh, high flex bạc high flex cho nên cái phần chất liệu này ha cái phần chất liệu này thì ban tổ chức đang xem xét tại vì hiện tại trên 90% số đội đang sử dụng chất liệu là high flex uh, thì các đội đã in ra và đang sử dụng rồi cho nên uh, cái chất liệu của trong cuộc thi ở khu vực và trong vòng À, chung kết này có thể được à, chuyển đổi thành chất liệu đó là hai flexer để các bạn dễ dàng in ấn cũng như là di chuyển trong quá trình luyện tập. Các bạn di chuyển từ điểm A qua à điểm B nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Rồi, thì à, về cái việc chất liệu hai flex này á sẽ được ban tổ chức công bố trong quy chế, trong quy chế cuộc thi ha, hoặc là trong cái văn bản điều chỉnh về chất liệu để giúp các đội đã in thì các bạn không cần phải lo lắng về cái chuyện này. Chúng ta đã in hai flex thì chúng ta cứ sử dụng cái chất liệu đó để chúng ta luyện tập. Rồi, kế tiếp đó là về cái cách thức tổ chức một cái trận đấu thì cái một trận đấu nó diễn ra nó sẽ có hai đội sẽ thi cùng một lúc. Rồi, và trên sa bàn này nó sẽ chia ra làm là khu vực chung và khu vực riêng. Có nghĩa là gì? Khu vực chung là nơi mà hai đội sẽ thực hiện cái nhiệm vụ ở đây. Khu vực riêng là nơi mà chỉ có cái đội trên khu vực đó được phép được phép thực hiện nhiệm vụ trên đó thôi. Rồi, thì ở giữa phần khu vực chung này ha sẽ có một cái rào sẽ có một cái rào cản, có một cái rào cản nó cản lại để cho hai robot hai bên không xâm lấn lẫn nhau. Rồi. Rồi bây giờ nói về nhiệm vụ, nhiệm vụ của robot là gì? Nhiệm vụ robot là gì? Trên cái sa bàn này nó sẽ có tổng cộng là một cái phần khu vực riêng á nó sẽ có tổng cộng là 8 cái ô vuông màu. 8 ô vuông màu nhỏ và trong cái nhánh cái nhánh đó sẽ có một ô vuông màu nhỏ và có một ô vuông, một cái ô lớn hơn, một cái ô màu lớn hơn. Rồi, nhiệm vụ robot đó là các bạn sẽ di chuyển đến từng cái ô này ha các bạn đẩy một cái khối à, một cái khối này nó gọi là cái khối vật liệu các bạn đẩy làm sao cho khối vật liệu này nó nằm lọt hoàn toàn trong cái ô ô, ô lớn tức là các bạn đẩy từ ô nhỏ lọt lòng ô lớn thì các bạn sẽ nhận được điểm đó là 10 điểm trên một khối vật liệu rồi như vậy thì trong quá trình các bạn xử lý những khối vật liệu tại khu vực riêng của mình á, thì các bạn xử, xử lý như thế nào cũng được tuy nhiên có một cái nó tính chất nó về góc độ là thì uh, thì đối kháng có nghĩa là tại khu vực chung á, tại cái chỗ khu vực chung này thì các bạn cũng làm nhiệm vụ tương tự là đẩy các khối màu từ ô nhỏ sang ô lớn. Tuy nhiên nếu như robot các bạn mà thực hiện nhanh hơn robot của đối phương thì các bạn sẽ được cộng thêm 5 điểm một vị trí. Tức là một cái khối màu này hoàn thành thành công là được 10 điểm nhưng mà mình làm nhanh hơn đối phương thì mình sẽ được cộng thêm là 5 điểm cho một vị trí. Rồi đây là cái một cái hình ha, mô phỏng cái vật liệu xây dựng căn cứ thì vật liệu chúng ta có kích thước là 30 x 30 x 30 mm à, tức là 3 cm mỗi cạnh khối lập phương. Rồi. Và sau khi các bạn làm xong các cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ lập trình cho robot quay về khu vực xuất phát. Thì ở đây á thời gian tối đa cho thời gian tối đa cho một lượt chạy là 150 giây ha. À, tuy nhiên á thì à, để đảm để để tạo điều kiện cho các bạn. Chẳng hạn như chúng ta chạy lượt đầu tiên, chúng ta bấm robot chạy, robot các bạn chạy mà bị lỗi, ví dụ như robot không dò đường được hoặc là robot chạy lệch khỏi đường line, thì mình sẽ có một cái luật, nó gọi là luật reset, đặt lại. Cái luật này á, nó sẽ được thực hiện khi nào? Rồi trong một cái lượt chạy, các bạn sẽ có tối đa là sẽ có tối đa là 10 lần để reset. Ha. Các bạn đầu tiên mặc định các bạn sẽ được ban tổ chức cộng cho 50 điểm mỗi lần mình reset mình sẽ bị trừ đi 5 điểm. Rồi vậy thì khi nào mình sẽ được reset? Cái thứ nhất đó là các bạn thấy robot chạy không ổn, các bạn yêu cầu trọng tài là các bạn muốn đặt lại cái 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 robot. À. Cái thứ hai nữa là robot chạy rời khỏi sân bàn thi đấu. Cái thứ ba là robot các bạn chạm vào các cái mô hình nhiệm vụ hoặc robot khi chưa được phép của trọng tài. Và cái thứ tư robot nó bị kẹt nó không thể di chuyển được. Rồi à, và có một lưới như thế này nè. Tại mỗi lần reset, các thành tích mà robot đã ghi được trên sa bàn trước đó vẫn giữ nguyên. Rồi, tức là chẳng hạn như ở trong sa bàn này ha. Mình nói ví dụ, một số cái ô, ô vuông màu xanh lá, xanh dương ở đây các bạn đã ghi được điểm. Rồi, thì cái lần chạy kế tiếp, các bạn vẫn reset bình thường. Còn cái thành tích các bạn đã được ghi á, thì nó sẽ không không bị trừ, nó vẫn được giữ nguyên cho các bạn. Cho tới kết thúc lượt chạy của các bạn. Rồi, như vậy thì ở đây mình sẽ có một cái bảng tổng kết các nhiệm vụ thi đấu bản R1. Đầu tiên, đó là nhiệm vụ xuất phát thành công, tức là khi các bạn rời khỏi, robot các bạn rời khỏi khu vực xuất phát. Thì trong trong một lượt chạy các bạn chỉ được tính này một lần thôi. Và các bạn sẽ được uh, 50 điểm ha. Nếu các bạn reset lại thì các bạn vẫn được cộng điểm này nha. Miễn sao chúng ta có xuất phát thành công là mình sẽ được cộng thêm 50 điểm. Rồi, cái thứ hai đó là xây dựng thành công uh, cái vật liệu đó tại khu vực khu vực riêng thì tại những cái khu vực riêng đó các bạn có 8 vị trí và khi nào cái khối vật liệu nó nằm lọt lòng trong cái ô vuông lớn á thì các bạn sẽ được cộng là 10 điểm. Rồi tổng số lượng điểm tối đa ở đây chúng ta có là 80 điểm. Cái nhiệm vụ thứ ba đó là các bạn xây dựng thành công tại khu vực chung thì cũng tương tự mỗi vị trí các bạn có 10 điểm. Tuy nhiên nếu như tại một vị trí nào đó các bạn nhanh hơn đối thủ ha, đối thủ của mình thì các bạn sẽ được cộng thêm 5 điểm cho vị trí đó. Rồi cái cuối cùng đó là cái trở về an toàn khi các bạn làm xong hết tất cả các cái nhiệm vụ trên sa bàn các bạn chạy về được khu vực cái ô vuông đầu tiên thì các bạn sẽ được cộng thêm cộng thêm 50 điểm rồi như vậy thì đây là cái đây là một số các cái nhiệm vụ thi đấu của bảng R1 rồi cái cách thức tổ chức đó, ha cách thức tổ chức đó, thì cái bảng R1 và bảng R2 mình sẽ có sự khác nhau một tí đối với bảng R1 thì các đội sẽ được chia thành thành bốn À, một các bảng thi đấu khác nhau bốc thăm ngẫu nhiên rồi trong mỗi bảng như vậy thì sẽ có tối đa là bốn đội à, có tối đa là bốn đội rồi như vậy có nghĩa là trong một số trường hợp nào đó ha một số bảng có thể là là chặt chẽ những cái số lượng tham gia vào khu vực là số lẻ đi từ cái phần chi bảng này và chức sẽ tính toán lại à, tuy nhiên thì các bạn sẽ có cái gì các bạn sẽ có là thi vòng đấu bảng tức là trong trong cái bảng các bạn đó, có bốn đội thì chúng ta sẽ có bao nhiêu có ba đối thủ trong bảng của mình và chúng ta sẽ có ít nhất là ba trận rồi đó chúng ta sẽ có 3 trận đấu đấu với lại là ba đội còn lại ha. sau khi mà mình thi xong cái cái vòng đấu bảng của mình thì mình sẽ được là hai đội có điểm cao nhất để tiếp tục đi vào vòng kế tiếp rồi ở vòng kế tiếp thì được định nghĩa là vòng loại trực tiếp ha. cái vòng đấu bảng và vòng loại trực tiếp này nó được định nghĩa là trong một cái một cái ngày tổ chức thi đấu hơn chứ hạn như sắp tới là chúng ta tham dự vào ngày tổ chức thi đấu là vòng khu vực thì mình sẽ 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 trải qua hai hai cái vòng này trong vòng khu vực. Rồi. À, sau khi các bạn vừa qua được cái vòng đấu bản đó, các bạn vào vòng loại trực tiếp thì sẽ à, thi đấu với nhau, à, thi đấu loại ha, đấu lại cho đến cái trận trận chung kết. Rồi. À, trong trường hợp nè, trong trường hợp mà các bạn bằng điểm, tức là khi mà mình thi xong mà mình bằng điểm á thì nó sẽ có một cái trận đấu gọi là trận đấu play-off. Trận đấu play-off này nghĩa là gì? Thì nó ví dụ đi, à, trong một cái trận đấu đá banh khi mà các cái các cái hai đội tuyển đã thi đấu trong 90 phút họ hòa nhau thì họ sẽ vào hiệp phụ và họ đập vào penalty thì trong thi đấu robot này cũng tương tự như vậy trong một cái trận đấu mà chẳng hạn như là trận đấu vòng 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 loại trực tiếp đó mà các bạn bắt buộc phải chọn ra một người để đi tiếp và một người phải ở lại thì trong trường hợp các bạn bằng điểm nhau và bằng luôn thời gian ha bằng điểm và bằng luôn thời gian thì để chọn được đội đi tiếp thì trọng tài người ta sẽ chọn ngẫu nhiên hai vị trí để loại bỏ khỏi khối vật liệu trên uh, khu vực riêng và hai vị trí để loại bỏ khối vật liệu tại khu vực chung và cái vị trí này nó sẽ đối xứng cho cả hai sa bàn và sau cái cái thời gian cái trận play off này nó kết thúc thì đội nào giành điểm cao hơn và thời gian thời gian thực hiện nhanh hơn thì sẽ giành quyền đi tiếp rồi và đối với cái lượt cái luật thi vòng đấu loại trực tiếp cũng như vậy. À, cho nên á, ở đây thì các bạn sẽ lưu ý ha, ở bảng r một mình sẽ mình sẽ được xếp vào các bảng ha, mỗi bảng mỗi bảng mỗi bảng mỗi bảng như vậy và mỗi bảng mình sẽ đấu vòng tròn với nhau để chọn ra hai đội nhất và nhì trong các bảng đó để mình đi đi tiếp à, cho nên các bạn sẽ được ít nhất ha, ít nhất là các bạn có ba trận đấu các bạn sẽ có ba trận đấu trong vòng khu vực rồi cho nên trong quá trình các bạn thi lỡ mà mình trận đầu tiên chúng ta kết quả mình chưa tốt thì mình vẫn còn các cơ hội hai cơ hội còn lại để mình thi cho nên các bạn hãy 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 tự tin và Quan trọng là mình có nhiều chiến thuật, mình chuẩn bị nhiều cái chiến thuật để mình có thể là là xử lý được. Rồi, bây giờ thì thì thầy sẽ đi qua một cái ví dụ cho các bạn hiểu được là đối với cái robot của bảng R1 này thì sẽ hoạt động như thế nào. Thì ở đây thì ban tổ chức có chuẩn bị một cái đoạn một cái đoạn robot ha, một cái robot để có thể là chạy được. Rồi. Thì robot này xuất phát từ ô màu đỏ nè bạn này chạy lên cũng do đường ha và bạn bắt đầu là bạn di chuyển đến các cái ô vuông bạn ấy sẽ đẩy những cái khối uh, vật liệu khi khối vật liệu này được định nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ khi nào khi nó nằm lọt lòng tức là nằm hoàn toàn trong ô vuông tương ứng thì sẽ được cộng điểm uh, ví dụ như khối màu vàng này đã nằm lọt lòng hoàn toàn thì sẽ được cộng điểm thì robot sẽ di chuyển robot này thì chiến thuật đó là ghi điểm tại khu vực chung trước bởi vì là bạn ấy muốn kiếm điểm uh, kiếm điểm là điểm cộng đó điểm cộng 5 điểm cho mỗi cái cái ô đấy rồi sau đó bạn mới quay về khu vực riêng để thực hiện cái nhiệm vụ của mình rồi sau khi hoàn thành xong thì robot làm gì ạ robot sẽ di chuyển về khu vực ban đầu ha thì khi nào mà bánh xe chạm vào khu vực ban đầu thì bạn ấy sẽ được cộng thêm điểm về đích rồi tuy nhiên ha thì à, à, để mà thử thách các bạn á thì trong cái cuộc thi thì sẽ có một cái gọi là luật bất ngờ luật bất ngờ là gì đó là ban tổ chức sẽ có thể thêm một cái nhiệm vụ nào đó và nếu mà bạn nào làm được thì sẽ được cộng thêm điểm ha thì ở đây mình có hai phần xa bàn thì cái luật bất ngờ này sẽ được đặt trên cả hai hai phần xa bàn để đảm bảo là các bạn đều có cơ hội làm như nhau thì trong trường hợp này á trong trường hợp này đó là gì đó là ban tổ chức sẽ đặt một cái khối tại cái, cái chỗ này ha cái chỗ ngã rẽ này và yêu cầu robot làm sao có thể mang cái khối này về được cái À, một trong những cái ô một trong những cái ô ở khu vực chung chẳng hạn như yêu cầu các bạn phải mang cái khối này vào cái ô màu vàng chẳng hạn, nếu mà các bạn hoàn thành được thì sẽ được cộng thêm khoảng 20 điểm cho phần thi của mình, như vậy thì ngoài những cái đoạn code các bạn đã chuẩn bị cho đúng thế lệ thì có thể là các bạn sẽ cần phải à, suy nghĩ thêm suy nghĩ thêm cái chiến lược, chiến thuật ha, suy nghĩ thêm chiến thuật các bạn suy nghĩ thêm chiến thuật để có thể là à, là xử lý được những cái trường hợp bất ngờ này để giành thêm điểm từ ban tổ chức thì đây là cái phần mà các bạn trong quá trình luyện tập đó, chúng ta nhớ chúng ta đặt ra các tình huống khác nhau ha để mình giải quyết thử chuẩn bị được sẵn cốt để vào trong lúc thi nếu mà mình gặp phải tình huống đó mình giải quyết được thì mình sẽ được cộng thêm điểm thì cái tỷ lệ chiến thắng của mình sẽ cao hơn đối thủ của mình rồi thì đây là một số những cái à, luật và tổng quan về cái bảng r1 Bây giờ thì thầy sẽ trình bày hết một lượt ha. Rồi sau này, sau lát nữa thì chúng ta sẽ đến cái phần là phần à, à, gọi là phần giải giải đáp. Thì cái phần đó thì mình sẽ mở micro lên. Bạn nào mà cần đặt câu hỏi thì chúng ta mở micro lên để chúng ta đặt câu hỏi cho ban tổ chức. Rồi bây giờ thì thầy sẽ đi qua cái đề thi của bản R 2 bản R R2. Rồi trước khi qua đề thi bản r2 thì thời điểm này thì chúng ta sẽ có các thông số như là tên đội thi nè có th lượt chạy lượt chạy của mình là chẳng hạn như mình ở vòng bảng này thì là mình lượt chạy của mình là được chạy đầu tiên trận thứ nhất trận thứ hai trận thứ ba ha thì mình sẽ được ghi chú vào đây và thời gian chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của mình là bao nhiêu thời gian đây là cái thông số mà trong trường hợp mà mình bằng điểm á, thì trọng tài sẽ căn cứ trên đội nào làm nhanh hơn đội nào làm nhanh hơn để mà xét đội đó được vào vòng vòng kế tiếp rồi như vậy trong cái điểm nhiệm vụ, thứ nhất là mình xuất phát thành công, mình sẽ đạt, mình được 50 điểm. Thứ hai, tại khu vực riêng, nếu mình đạt được một khối, mình sẽ được ghi chú số lần và tính là số điểm. Tương tự như vậy, tại khu vực chung, chúng ta cũng sẽ được tính những cái khối mà mình thành công và mình được ghi vào số điểm. Và đặc biệt luôn là tại khu vực chung này, nếu mà chúng ta à, hoàn thành trước đối thủ ha, thì mình sẽ được cộng 5 điểm cho một vị trí, thì trọng tài cũng sẽ ghi nhận và đạt, ghi số điểm cho bạn. Rồi kế tiếp là cái chỗ trở về an toàn các bạn trở về an toàn các bạn cũng sẽ được cộng điểm rồi thì ở bảng r 1 cái tổng điểm nhiệm vụ tối đa các bạn ghi được là 240 điểm rồi chúng ta sẽ có thêm một cái điểm là điểm à, điểm reset là điểm điểm gọi là điểm xuất phát đó các bạn sẽ được mặc định là cho 50 điểm à, mà mỗi lần reset các bạn sẽ được trừ 5 điểm ha cho nên là nếu mà chúng ta chạy một cái cốt hoàn chỉnh không reset thì coi như các bạn sẽ được điểm tối đa cái phần này rồi, như vậy thì mình sẽ được à, đội nào mà làm xuất sắc á, thì sẽ được cộng là điểm nhiệm vụ 240, còn với điểm xuất phát là 50 là 290. Bên cạnh đó thì mình còn sẽ được cộng thêm điểm luật bất ngờ ha, nếu mà chúng ta giải quyết được, mình sẽ được cộng thêm điểm luật bất ngờ thì cái này sẽ được cộng thêm vào cái cái tổng điểm của mình. Rồi như vậy thì từ những cái đó thì mình sẽ ra được cái điểm số cuối cùng. Rồi sau khi mà các bạn thi xong một cái một cái trận đấu, các bạn sẽ kiểm tra lại hết tất cả những cái điểm số mình đã đúng hay chưa và mình sẽ ký xác nhận vào đây ha sau khi mà mình đã ký xác nhận rồi, tức là mình sẽ không được gọi là không được khiếu nại nữa. Các bạn chỉ được quyền khiếu nại với trọng tài khi nào các bạn cảm thấy không hợp lý thôi, không hợp lý và mình không ký tên ha, thì chúng ta sẽ khiếu nại với trọng tài. Còn nếu mà các bạn cảm thấy rằng là à mình đã được tính toán số điểm trên sa bàn là hoàn toàn đúng với lại cái thành tích mình đã được ghi nhận, thì chúng ta ký xác nhận vào đây ha. Rồi, bây giờ thì à, thầy sẽ đi qua mô tả về bản R2 cái bản R2 này á, nó có tên gọi là robot du hành vũ trụ và để nhắc lại một lần nữa đây là cuộc thi tự động hóa hoàn toàn tức là các bạn phải lập trình chính...